Truyện kiếm hiệp đặc sắc trân trọng giới thiệu đến quý thính giả tiểu thuyết kiếm hiệp trinh thám Thiên Thủ Ngự Ma của tác giả Tào Như Băng qua phần diễn đọc Chương Vũ. La Sát bà nghe vậy nhìn qua mọi người và nói nhỏ: xem ra phát sinh phiền phức rồi đó. Bỗng nghe ngoài xe có tiếng quát lớn: cầm miệng, tiểu tử ngươi, xích tông vào lão phu mà còn dám nói ngang ngược ư? Sa phu cũng nộ khí quát lớn: thối thà, rượu mời không uống, đòi uống rượu phạt, còn không mau cút xéo đi. Nói đoạn hắn dùng roi ngựa quất về phía trước. Địa Linh thần khất thầm cảm thấy bất ổn. Lão ngồi ngoài cùng cho nên khẽ nói: các vị đừng xuống, để lão ăn mài ta ra ngoài xem thử. Nói đoạn lão dán rèm màn bước xuống xe rồi vòng ra phía trước. Cùng lúc đó bỗng nghe tên Sa Phu kêu thất thanh một tiếng, thân hình bị đánh văng ra khỏi xe, lăn lộn mấy vòng ở dưới đất. Đưa Linh thần khất vừa đến nơi đã thấy tình hình như vậy thì bất giác sững người. Trước cổ xe là một lão nhân cao gầy, niên kỷ chừng ngũ tuần, song một lấp lánh tinh quang, đang cầm lấy một chiếc roi ngựa của tên Sa Phu. Lão ta sải bước đến cạnh Sa Phu và cười nhạt nói: lão phu tưởng người có bản lĩnh cao cường mới dám xuất lời bất tín, nào ngờ chỉ có thế mà thôi. Hôm nay lão phu cho người nếm chút đau khổ để lần sau khỏi có ngàn ngược nữa. Nói đoạn lão dùng chưởng đánh vào gái của tên Sa Phu. Địa Linh thần khất thấy thế cả kinh, ông ta vội kêu lên nói: bằng hữu xin hạ thủ lưu tình. Vừa nói lão vừa lướt tới cạnh lão nhân kia, hữu thủ sức như chớp kéo Sa Phu qua một bên. Lão nhân nhìn lại thấy người ngăn cản mình là một lão ăn mày rách rưới thì liền cười nhạt nói: các hạ muốn quản vào việc của người khác sao? Địa Linh thần khất cười hì hì nói: bằng hữu hiểu lầm rồi, lão ăn mày này làm sao quản vào chuyện của người khác. Có điều gì có chuyện khẩn nên mới thuê xe đi. Do đó xin bằng hữu nể mặt lão ăn mày này mà bỏ qua sự hiểu lầm vừa rồi. Lão ăn mày rất cảm kích. Lão nhân cao gầy cười nhạt và nói: lão phu tưởng một tên đánh xe còn con mà dám mục hạ vô nhân như vậy. Thì ra còn có lão ăn mày ngươi chống lưng. Tuyệt lắm. Hay lắm. Bỗng nhiên lão ta ngừng cười và lạnh lùng nói tiếp: lão phu đã không thể giáo huấn tiểu tử kia thì giáo huấn lão ăn mày ngươi thôi. Nói đoạn lão dùng hữu thủ ngũ chỉ công lại như là cái móc câu, chộp thẳng vào ngực của Địa Linh thần khất. Địa Linh thần khất không khỏi kinh ngạc, sắc diện biến động. 30 năm trong giang hồ, hôm nay vì cầu toàn cho đại cục, có thể nói là lần đầu tiên lão nhẫn nhục tìm quà, chứ không ngờ đối phương lại ngang ngược bá đạo đến như vậy. Nhất thời nửa muốn kháng cự, nửa muốn rút lui, ý niệm xoay chuyển nhanh chớp ở trong đầu. Bỗng nhiên lão lướt ngang ra 3 thước, đẩy tên Sa Phu ra xa rồi trầm giọng nói: bằng hữu, lão ăn mày ta có thể tương nhượng một lần, mong rằng các hạ thông cảm cho. Có chỗ nào không phải, lần sau lão ăn mày ta sẽ đến tận cửa tạ tội nha. Thế nào? Theo cá tính từ trước đến nay của Địa Linh thần khất, có thể nói đây là một kỳ tích. Nào ngờ lão nhân cao gầy lại cười nhạt nói: lão ăn mày, người nói quá dễ dàng rồi. Trong thân thủ của người cũng chẳng tầm thường, lão phu muốn lãnh giáo vài chiêu đó. Dứt lời thì thân hình đã lướt tới như gió ngũ trảo xoay chuyển một cách kỳ ảo, rồi chộp vào cổ tay của thần khất. Thần khất vừa kinh ngạc lại vừa phẫn nộ. Lão cũng đã hơn một lần tương nhượng, nào ngờ đối phương chẳng biết điều, và càng không ngờ thân thủ đối phương lại thần tốc kỳ ảo đến như vậy. Nhất thời muốn chống đỡ cũng đã không kịp. Thần khất lại tung mình thối lui 3 bước, miệng quát lớn: bằng hữu đã muốn gây sự thì hãy báo danh tánh nghe thử đi.
Hai lần xuất thủ đều không trúng đích. Lão nhân cao gầy cũng hơi kinh ngạc, tuy nhiên ngoài miệng vẫn cười nhạt nói: "Chờ lão phu thu thập người trước, rồi lão phu sẽ cho người biết cũng không muộn. Hãy tiếp lão phu một chiêu nữa đi." Chân trái xoạt tới nửa bước, hữu chưởng lập tức phát xuất. Lần này địa linh thần khất không thể tương nhượng được nữa. Lão quát lớn một tiếng, dùng hữu chưởng đánh ra, kình phong dù dù, nhằm chưởng của đối phương mà đẩy thẳng tới. Ầm! Một tiếng vang động, hai vai lão nhân gầy hơi lay động. Địa linh thần khất lùi một bước và bất giác ngẩn người. Qua một chưởng thăm dò, địa linh thần khất mới phát hiện nội lực của đối phương cao hơn mình một bậc. Trong chớp mắt, lão còn đang ngơ ngác thì người đã nghe lão nhân cao gầy cười nhạt rồi dung chưởng quét tới. Hữu thủ đánh vào mạng sườn, thả thủ chộp vào chính diện của thần khất. Địa linh thần khất vội xoay người nửa vòng tránh né hữu chưởng của đối phương, cùng lúc song thủ xuất ra như chớp chộp vào cổ tay trái của lão nhân cao gầy. Chiêu này vốn là một trong số tuyệt học của địa linh thần khất, nào ngờ bỗng nhiên lão nhân cao gầy quát lớn: "Còn không mau nằm xuống cho lão phu!" Tả thủ quơ một vòng tránh thế chụp của thần khất, rồi nhanh như chớp đẩy vào đan điền của đối phương. Song thủ của thần khất vừa chụp hụt vào hư không thì tai đã nghe tiếng quát, biết là không ổn. Lúc này muốn tránh né cũng đã không kịp, trong lòng vô cùng kinh hoàng. Giữa lúc lui không được, tránh không xong này, địa linh thần khất đẩy mạnh song chưởng ra, chiêu thức cực hiểm, với ý nghĩ lưỡng bại câu thương. Tình thế nhưng tưởng xong đối phương không chết cũng bị thọ thương. Bỗng nhiên trên không trung vang lên một tiếng quát lớn, theo đó là một luồng kình phong cực mạnh đánh thẳng về phía lão nhân cao gầy, khí thế như thiên tướng giáng hạ. Lão nhân cao gầy hừ một tiếng đầy vẻ phẫn nộ và tung người ra ngoài xa hơn cả trượng. Một quan vừa quét nhìn ra, bất giác lão kiệu lên thất thanh: "Hóa ra là Ngân Tiêu Phi Long trong Tam Phù Nhất Quán." Lúc này địa linh thần khất cũng đã lùi lại ba bước, nghĩ đến hiểm cảnh vừa qua toàn thân chợt toát mồ hôi. Lão nổi danh trên giang hồ bởi tai mắt bén nhạy, vậy mà bây giờ tuy đã cố gắng lục tìm ở trong trí nhớ nhưng vẫn không sao nghĩ thần thủ siêu tuyệt của lão nhân trước mặt là thuộc lộ số nào. Đang lúc ngớ người thì chợt nghe Nhậm Bất Khí cười nhạt và nói: "Bằng hữu chiêu thức Tam Hòa Nhất Vũ và Tri Dân Tri Nguyệt vừa qua đã đạt đến cảnh giới lưu quả thuần thành. Thần thủ quả nhiên là bất phàm. Đáng tiếc là lão khiếu trong bằng hữu rất lạ. Đã biết danh hiệu của lão khiếu, vậy có thể cho biết danh hiệu được không?" Lão nhân cao gầy cười một tràng và nói: "Nhậm đại hiệp đã biết Tam Hòa Nhị Vũ và Tri Dân Tri Nguyệt thì có lẽ cũng biết lai lịch của lão phù hà tất phải hỏi nhiều." Nhậm Bất Khí cười cười nói: "Hai chiêu này là tinh hoa trong Tam Hoa Chưởng Pháp. Năm xưa Tam Hoa Vũ Sĩ dùng một bộ Tam Hoa Chưởng, 64 ngón thần lực ưng trảo mà đã tung hoành giang hồ suốt 10 năm. Sau đó thì mai danh ẩn tích, đã 20 năm rồi không thấy xuất hiện trở lại trên giang hồ. Bây giờ lại thấy Tam Hoa Chưởng Pháp xuất hiện ở đây. Quả thực lão khiếu rất bất ngờ, nhưng lão khiếu có thể khẳng định rằng các hạ không phải là lão mũi trâu giả hiệu đó." Mấy lời này chẳng những khiến địa linh thần khất kinh ngạc mà bọn Thôi Mật ngồi ở trong xe cũng thầm kinh động tâm can. Nên biết Tam Hoa Vũ Sĩ có công lực cực kỳ dị dạng và cá tính lại vô cùng hỷ nộ khó đoán, bất tà bất chính, hành động toàn dựa vào ý của mình. Bây giờ tuy lão nhân cao gầy này không phải là Tam Hoa Vũ Sĩ, nhưng đã biết Tam Hoa Chưởng Pháp thì tất phải có quan hệ. Lão nhân cao gầy gật đầu và nói: "Nhãn lực của Nhậm đại hiệp quả nhiên là siêu phàm, không sai. Lão phu không phải là Tam Hoa Vũ Sĩ, nhưng lão phu là ai? Nhậm đại hiệp không biết thì lão phu cũng không cần nói ra. Kẻo tiện danh này làm bẩn tai. Nghe nói chiếc ngân tiền của Nhậm đại hiệp có tiếng là Phi Long, lão phu cũng đang muốn thỉnh giáo dài đường đó." Nhậm Bất Khí châu mài nói: "Nếu như bằng hữu muốn chỉ giáo thì đâu dám không nhận lãnh. Chỉ có điều lão khiếu đang có chuyện khẩn ở bên người, lần sau sẽ bồi tiếp vậy." Lão nhân cao gầy cười nhạt: "Nhậm đại hiệp nói vậy thì lão phu cũng không dám miễn cưỡng, xin lùi bước đi thôi."
Địa Linh Thần khất nộ khí quát lớn: "Bằng hữu, ngươi nói vậy là có gì?" Lão nhân cao gầy cười hì hì và nói: "Hôm nay lão phù trấn giữ ngã đường này, thương nhân hay du khách gì cũng không cho phép qua lại." Nhậm Bất Khí ngạc nhiên hỏi: "Bằng hữu làm vậy là đã quá bá đạo rồi." "Bọn tại hạ đã hai ba phen nhượng bộ rồi, đã hành xử theo lễ số giang hồ, lẽ nào các hạ quyết tâm không thể không đánh nhau một trận sao?" Lão nhân cao gầy phá lên cười lớn một tràng đoạn nói: "Nhậm đại hiệp đánh hay không là một chuyện khác. Thực ra bất luận là chiến hay hòa, hôm nay các vị tất phải đi vòng thôi." Nhậm Bất Khí đã không còn nhịn được nữa, lão phẫn nộ buộc miệng quát lớn: "Tại sao?" Lão nhân cao gầy chỉ đường quan đạo và nói: "Nhậm đại hiệp thấy trên bắc cùng đại đạo hôm nay có bóng người nào không?" Nhậm Bất Khí và Địa Linh Thần khất nghe vậy thì ngẩn người. Cả hai quét một quan nhìn ra, quả nhiên nửa bóng người cũng không có. Bây giờ mới nhìn vào giờ ngọ, đúng lẽ ra thì không thể không có người đi đường. Nhưng hiện tại trên con đường đất đỏ hoàn toàn trống không, không một bóng người. Tình thế vô cùng lặng lẽ thê lương. Nhậm Bất Khí chợt hồ nghi, lão trầm giọng hỏi: "Trên đường quan đạo hôm nay đích thị là không có người, nhưng chuyện này có liên quan gì đến bọn này chứ?" Lão nhân cao gầy ngửa mặt cười rồi đoạn nói: "Đương nhiên là có liên quan. Nhậm đại hiệp có biết tại sao bình thường bắc cùng đại đạo này rất đông thương nhân du khách qua lại, mà hôm nay chẳng có một bóng người nào không?" Nhậm Bất Khí lạnh lùng nói: "Lão khiếu không hiểu đạo lý ở bên trong, xin bằng hữu giải thích giúp." Lão nhân cao gầy thản nhiên nói: "Rất đơn giản, từ hôm nay trở đi lão phu đã dán bố cáo truyền tin tức ra ngoài, hôm nay bất kỳ người nào cũng không thể qua Linh An một bước. Lão phu dầm sương giải nắng ở đây là để ngăn chặn hành nhân và sa mã." Lão ta ngừng lời lại lấy giọng rồi nói tiếp: "Người khác đã không thể qua thì các vị cũng không thể qua, tuyệt đối chẳng có ngoại lệ nào hết. Lão phu đã hết lời tại đây rồi." Ngân Tiêu Phi Long nghe mấy lời này thì nổ khí sùng thiền, bất giác lão bật cười sang sảng và nói: "Đường quan đạo mà không cho người ta đi, lão phu hành tẩu giang hồ 40 năm nhưng chưa từng nghe chuyện thế này bao giờ. Bằng hữu người quá ngông cuồng bá đạo rồi." Lão nhân cao gầy cười nhạt và nói: "Lão phu chẳng ngông cuồng và cũng chẳng bá đạo chút nào." Để lên thần khất các lời nói: "Hôm nay lão ăn mài ta cứu đi thì đã sao nào?" Lão nhân cao gầy cười cười và nói: "Đây là hảo ý của lão phù. Nếu nhị vị không nghe khuyến cáo, chỉ cần đánh bại được lão phù thì các vị cứ đi." Nhậm Bất Khí cười ha hả nói: "Năm xưa Tam Hoa Chưởng Pháp được tôn xưng là Võ Lâm Nhất Tuyệt. Lão phù dùng 72 thức Phi Long Chưởng lãnh giáo cũng được." Chữ được vừa buông ra, thân hình lập tức tung lên cao nửa trượng. Hữu chưởng nằm trước ngực của lão nhân cao gầy mà vỗ tới. Chiều Long Trảo Quắc Châu này có khí thế vô cùng uy mãnh. Nào ngờ lão nhân cao gầy chỉ khẽ lách người một cái, hai chân vẫn đứng nguyên vị, tả thủ co lại, hữu chưởng xoay vòng rồi đánh vào vai của Nhậm Bất Khí. Thế tránh chiêu và xuất thủ rất kỳ quái, có vẻ như quyết chí không nhượng bộ. Ngân Tiêu Phi Long thừa biết đây là chiêu Mộ Xuân Hoa Phi, phía sau còn có ẩn tàng sát thủ. Do đó lão quát lớn rồi tung người qua trái một thước, song chưởng liên hoàn xuất kích, song phương đều dĩ nhanh khác nhanh, chiêu thức thi triển cũng đều là sát thủ. Địa Linh Thần khất trông thấy phải kinh tâm động phách, nhất thời đứng ngẩn người ra giữa dương địa. Những người còn ngồi trong xe cũng dạch màn quan chiến, nhìn thấy tình thế tại đương trường ai ai cũng đều sốt ruột lo lắng. Đặc biệt là Nhậm Sảo Quân, 20 năm qua đây là lần đầu tiên nàng thấy phụ thân đánh nhau kịch liệt như thế này. Nếu không được phụ thân dặn dò trước, có lẽ nàng đã sớm xuống xe xuất thủ trợ chiến rồi. Thôi mật vì lo lắng cho an toàn của Nam Cung Lượng nên càng quan tâm đến thành bại của Nhậm Bất Khí. Hai nỗi lo chồng chất khiến cõi lòng bà ta như đeo đá. Còn Lê Tệ và La Sát Bà thì vạn phần kinh ngạc, cả hai không ngừng phán đoán lai lịch của lão nhân cao gầy này. Nên biết người có thể địch với thân thủ và công lực của Ngân Tiên Phi Long quả thật là không nhiều.
Bây giờ lão nhân cao gầy kia xem ra là có phần cao cường hơn, nhưng chẳng ai mò ra được lai lịch của lão ta, thử hỏi không khiến cho người ta kinh dị sao được. Mọi người đều biết năm xưa Tam Hoa Vũ Sĩ từng giả làm đạo sĩ tung hoành giang hồ với Tam Hoa Chưởng Pháp, nhưng lão nhân này không mặc đạo bào thì tự nhiên là không phải Tam Hoa Vũ Sĩ. Vậy rốt cuộc lão ta là ai? Tại sao lại không cho bất kỳ người nào qua lại con đường này? Bỗng nhiên nghe Ngân Tiên Phi lòng quát lớn: "Lão ăn mày còn không lên cho Sa Mã khởi hành, một lát nữa lão phu sẽ đuổi theo." Địa Linh Thần khất sực tỉnh, nhưng vì phân thần nên nhậm bất khí bị đối phương bước lùi ba bước. Tình thế này chẳng những khiến cho Địa Linh Thần khất do dự, mà ngay cả những người ngồi trong xe cũng lưỡng lự bất quyết. Vẫn biết cho Sa Mã khởi hành là chuyện quan trọng, nhưng làm sao có thể để cho nhậm bất khí ở lại đây. Lại nghe nhậm bất khí lớn tiếng nói: "Tại sao còn không đi?" Địa Linh Thần khất do dự một lát rồi gật đầu nói: "Đã vậy thì bọn ta sẽ chờ ngoài 40 dặm ở phía trước." Nói đoạn lão phất tay ra hiệu cho Sa Phu: "Lên xe đi mau." Sa Phu vội vàng phóng lên xe, Địa Linh Thần khất cũng vòng ra sau và chui vào trong cổ xe. Mà chuẩn bị lăn bánh thì chợt nghe lão nhân cao gầy cười nhạt nói: "Muốn đi đâu có dễ dàng như vậy. Lão phu phải xem thử rốt cuộc trong xe là nhân vật nào." Vừa nói chưởng thế vừa quơ lên thân hình đột nhiên lướt ngang như tên bắn, lướt qua bốn con tuấn mã, hữu chưởng vỗ thẳng vào càng xe. Địa Linh Thần khất và nhậm bất khí thấy vậy thì chấn động tâm can. Bọn họ đều không ngờ đối phương lại bỏ người đánh xe. Nhất thời cả hai cùng quát lớn một tiếng. Địa Linh Thần khất dùng song chưởng ra, bổ nhào về phía lão nhân cao gầy. Cùng lúc đó thân hình của nhậm bất khí lướt tới như gió, hữu thủ trầm xuống rồi vung lên, một đạo ngân quang phất thẳng vào lưng của lão nhân cao gầy. Đây chính là Ngân Tiên Bảy Thước Bình Khí độc môn của nhậm bất khí. Giữa lúc nổ khí xung thiên lại thấy đối phương tuyệt tình như vậy, nhậm bất khí không thể không động đến binh khí, nhất thời ngân quang lấp lánh như trường xà. Nào ngờ lão nhân cao gầy như có tai mắt ở sau lưng, thân hình đã bị Địa Linh Thần khất và Ngân Tiên Phi Long hiệp kích, nhưng vẫn kịp thời lướt qua một bên để tránh né. Nhậm bất khí thu ngân tiêu lại và quát lớn: "Lão thất phu, nếu người còn phá hỏng cổ xe thì lão phu quyết sinh tử với người đó." Tuy nói thế nhưng lão biết cũng chẳng làm gì được đối phương. Ngay lúc đó chợt nghe lão nhân cao gầy kêu thất thanh một tiếng, rồi tung mình lui lại hơn một trượng. Thần khất và nhậm bất khí nhìn qua, thấy là xác bà cũng đứng sừng sững bên cạnh bốn con tuấn mã, quái trượng hoành ngang, diện mục lạnh lùng như xương. Bà lớn tiếng nói: "Lão đầu tử, người tránh được một trượng của lão thần ta, lão thần cũng khâm phục người đó. Nhưng hôm nay lão thần buộc người phải nói ra lý do tại sao cản đường." Lão nhân cao gầy không ngờ trong xe còn có cao thủ như vậy. Sau khi bị tập kích bất ngờ, lão lùi lại một trượng, quét một quan ra nhìn thấy đó chính là La Sát bà thì bất giác giật mình. Bỗng nhiên lão cười ha hả một tràng rồi nói: "Nghe nói giang hồ phòng bà bảo tố, bây giờ ngay cả La Sát phu nhân cũng xuất hiện trên đường Bắc Cung này. Xem ra tin tức mà lão phu nhận được là không sai rồi." Lão hơi ngừng lời lại một lúc và nói tiếp: "Các vị đã không nghe sự ngăn cản của lão phu nhất định muốn qua thì hãy coi lão phu là địch nhân vậy. Nhưng hãy nhớ một điều là đừng có trách lão phu không thông báo trước." Nói đoạn lão sai người phóng đi chớp mắt, chỉ còn thấy là một bóng đen dần khuất vào nơi xa xa. Nhậm bất khí ngẩn người đứng nhìn theo, đã không rõ lai lịch lão thân này, lại không biết là chuyện gì. La Sát bà khẽ thở dài và nói: "Nhậm đại hiệp, hãy lên xe mau lên. Cuộc hành trình quan trọng hơn, chuyện gì lên xe rồi thương lượng." Nhậm bất khí gật đầu nói: "Được, lão phu ngồi ở phía trước xem thử lão quái kia dựa vào đâu mà mục hạ vô nhân đến như vậy." Nói đoạn lão phóng lên ngồi cạnh Sa Phu. Đương nhiên La Sát bà cũng biết dụng ý của Ngân Tiên Phi Long. Một khi tung tích đã bại lộ thì chi bằng cứ ngang nhiên mà đi. Thế là Địa Linh Thần khất La Sát bà chui vào trong xe. Sa Phu giật dây cương ra rồi. Cổ xe từ từ chuyển động rồi lao đi dung dút. Bà liếc nhìn La Sát bà ngồi bên cạnh và nói:
Tiền bối, rất có khả năng sẽ phát sinh biến cố trong 70 dặm lộ trình còn lại này. Như vậy chẳng biết Nam Cung Lượng và Quỷ Nhãn Thần Thâu sẽ biến thành như thế nào. La Sát Bà Bà vội an ủi. Tiền tử cũng không nên quá lo lắng. Thực ra nếu có bất trắc gì, lão thân cho rằng qua thời gian một ngày một đêm, bây giờ đi tới được cũng chẳng có tác dụng gì nhiều. Thôi Mật bất giác rùng mình. Chẳng phải là bà không biết chuyện này, có điều bà giấu ở trong lòng mình, không dám nói ra mà thôi. La Sát Bà Bà khẽ nói tiếp. Nhưng chúng ta cứ tận nhân lực rồi mới tri thiên mệnh, cố gắng tránh những rắc rối phát sinh dọc đường. Nếu lão thần ta đoán không sai, lão thất phu vừa rồi có lẽ cũng là nhân vật trong thiết quyết mình. Lời này vừa nói ra thì tất cả đều im lặng, bầu không khí trên xe bỗng trở nên nặng nề. Ai trong đầu cũng nghĩ như thế nhưng không dám nói ra ý kiến của mình. Tất cả đều có cách nghĩ giống nhau. Nếu không phải thì tại sao lão ta lại ngăn chặn Sa Mã không cho tiến lên? Nhưng chỉ có một điều không đoán ra được, đó là tại sao phải phong tỏa con đường này. Nếu nói vì biết quần hùng đi giải cứu Nam Cung Lượng thì hà tất phải ngăn cản thượng nhân du khách bình thường qua lại để làm gì? Hiện tại mỗi người trong xe đều thầm phán đoán vấn đề này. Còn Sa Mã vẫn cứ phóng đi như bay về phía trước. Cuối cùng Lê Tuệ không chịu được bầu không khí trầm nặng nên khai khẩu. La Sát tiền bối, có nhìn ra lộ số của lão quái nhân đó không? Không, nhưng giang hồ gần 20 năm cũng chẳng nghe Tam Hoa Chưởng Pháp còn có chi phái nào khác. Thân phận của lão quái này đích thực khiến cho người ta cảm thấy mờ mịt. Lời vừa dứt thì thân xa đã chấn động rồi đột nhiên dừng lại. Những người trong xe đều kinh ngạc vội dán màn nhìn ra. Lúc này Sa Mã đã đến bên ngoài trấn Linh An và dừng lại trước một trang viện. Phía trước cổ xe là một toán người, tục nhân lẫn đạo nhân, bọn họ đứng kín cả mặt đường, thần sắc đầy vẻ trang nghiêm. Xin cáo lỗi chuyện bị thiếu trang. Vừa nói đến đây thì bỗng nhiên nghe một vị lão nhân đầu sói quát lớn. Nghe nói kẻ vừa đến kia là Giang Nan Nhậm Đại Hiệp và La Sát phu nhân đã lâu không xuất hiện trên giang hồ, có phải không? Giọng nói đầy khí lực khiến cho người nghe đều cảm thấy lùng bùng lỗ tai. Nhậm Bất Khí liền nhảy xuống xe tiến tới trước và cung thủ nói. Tại hạ chính là Nhậm Bất Khí, chẳng hay chuyện gì mà các vị tụ tập ở đây vậy? Lão nhân hói đầu ngửa mặt cười một tràng đoạn nói. Nghe nói vừa rồi các vị không nghe lời khuyên cáo của ngũ đệ bọn ta, quyết tâm đến đây là để tăng viện cho bọn đạo sĩ Mũi Trâu này, có phải không? Nhậm Bất Khí không biết trả lời câu hỏi này sao cho phải. Vừa rồi lão phát hiện trong đám đạo sĩ chẳng có ai quen biết, nhưng Dịch Như Quân đã nói là môn hạ Võ Đan, mà mình và trưởng môn Quy Linh chân nhân của Võ Đan cũng từng có kết giao đạo nghĩa. Nếu nói là không quản thì có vẻ không ổn về mặt giang hồ đạo nghĩa. Nếu nói muốn quản thì tất sẽ mất nhiều thời gian cản trở việc đi giải nguy cho Nam Cung Lượng ở Hào Sơn. Bình sinh hành hiệp giang hồ, Nhậm Bất Khí chưa từng gặp chuyện gì bỏ lấy đều khó như thế này. Nhất thời lão quét một quan nhìn ra xung quanh, song vẫn không biết nên trả lời như thế nào. Lão nhân hói đầu lại cười ha hả nói. Thập lão, bọn ta giống ở Nam Chiến, chẳng có thù oán gì với Võ Lâm Trung Nguyên, nhưng lại được một toán Võ Lâm Trung Nguyên của các ngươi mời đến, muốn thập lão bọn ta nghe hiệu lệnh của minh chủ Võ Lâm Trung Nguyên các ngươi. Không ngờ bây giờ ngay cả một câu hỏi mà nhân vật Võ Lâm Trung Nguyên cũng không trả lời được. Những lời này chẳng khác gì chửi mắng những nhân vật Võ Lâm tại đương trường. Nhậm Bất Khí cực kỳ phẫn nộ, lão trầm giọng hỏi. Ai là minh chủ Võ Lâm Trung Nguyên vậy? Lão nhân đầu hối hình như là nhân vật đứng đầu. Nghe vậy lão ta lại cười lớn một tràng đoạn nói. Sao Nhậm Đại Hiệp không hỏi trưởng môn Võ Đan tại đương trường? Trưởng môn Võ Đan? Nhậm Bất Khí vô cùng ngạc nhiên, lão quát hỏi. Ai là trưởng môn Võ Đan? Lão nhân hối đầu chỉ một đạo sĩ cầm hắc kiếm và nói. Chuyện này mới kỳ lạ. Võ Đan đường đường là một đại tông phái, vậy mà Nhậm Đại Hiệp lại không biết chưởng môn là ai, há chẳng khiến cho người ta cười rụng cả răng sao? Chợt nghe đạo sĩ cầm hắc kiếm quát lớn, phát động thế công. Hắc kiếm dùng lên như chớp nhằm vào lão nhân đầu sói mà đâm tới. Ô quang lấp lánh, kiếm thế bắn ra vèo vèo. Bảy đạo sĩ còn lại cũng đồng thanh hô vang,
kiếm thế khai triển hàng quang, từng lớp đan xen công kích vào 10 lão nhân. Rõ ràng bọn họ nhân lúc lão nhân hói đầu đang nói chuyện, không đề phòng nên muốn xuất thủ chiếm tiên cơ. Nào ngờ lão nhân hói đầu cũng quát lớn: "Lão bác, mở cửa cho bọn chúng vào, chúng ta sẽ nghênh tiếp tất cả." Vừa nói thế chưởng cũng vừa phất ra, một đạo chưởng lực cuồn cuộn quét tới. Cùng lúc lão nhân được gọi là lão bác lập tức lướt ngang ra hai thước, nhưng không xuất thủ. Kỳ dư những lão còn lại đều dịch chuyển và động thủ. Chợt nghe lão nhân kêu bằng lão bác quát lớn: "Nhậm đại hiệp và các vị bằng hữu trong xe, xin mời vào trận. Chỉ cần phá được thập tuyệt phương trận của Nam Phương thập lão bọn ta, thì bọn ta sẽ vĩnh viễn xưng thần với Võ Lâm Trung Nguyên." Nhậm Bất Khí bắt đầu hồ nghi, cảm thấy trong chuyện này có quá nhiều kỳ quặc. Lão quét một quan nhìn ra thì thấy bọn đạo sĩ bên trong đang bài bố bát quái kiếm trận. Tuy dựa vào sự sắc bén của trường kiếm, nhưng lại không thể dịch động một bước. Còn Nam Phương thập lão bao vây ở bên ngoài thì liên tục quán đổi vị trí cho nhau, thoát tiến thoát lui. Chưởng lực trầm hồn khiến bọn đạo sĩ hơi loạn chân loạn tay. Nhưng trường ác chiến này không khiến cho Nhậm Bất Khí tập trung sự chú ý, bởi lẽ trong đầu của lão đang nghĩ đến hai vấn đề. Thứ nhất, ai ai cũng biết chưởng môn Võ Đàng là Quy Linh chân nhân, lẽ nào đã thay đổi chưởng môn? Thứ hai, kẻ nào tự xưng là minh chủ Võ Lâm Trung Nguyên và mời Nam Phương thập lão đến đây với mục đích gì? Ngân Tiên Phi Long còn đang suy nghĩ thì chợt nghe lão nhân đầu hói lớn tiếng nói: "Lão bác, bọn họ không muốn vào trận thì trước tiên hãy cho bọn họ nếm mùi vị của liệt quả đạn đi." Lão bác vâng lệnh rồi thò tay vào ngực, đoạn dung tay quăng ra một quả cầu sắc màu hồng đã bay tới cổ xe mà. Nhậm Bất Khí rùng mình, lão chưa kịp xoay chuyển ý nghĩ thì đã nghe dịch như quân kêu lớn: "Mọi người mau rời xe." Nhậm Bất Khí vội vàng chụp tên sa phu và tung người như thương ưng, hữu thủ phất ngân tiêu đánh về phía lão bác, đồng thời miệng quát lớn: "Thì ra các hạ là nhân vật trong liệt quả môn trước đây. Bọn lão phu có thâm thù đại hận gì với ngươi, tại sao lại hạ độc thủ như vậy?" Dường như cùng một lúc trong cổ xe vang lên một tiếng quát lớn, La Sát Bà Bà dung long đầu quải trượng phá mui xe mà ra, tả chưởng vỗ ra một đạo chưởng lực, đẩy quả cầu sắt bay ra xa ba trượng rồi rơi xuống đất. Ầm, một tiếng long trời lở đất, nhất thời ánh lửa đỏ rực một vùng, các đá hòa theo khói mù tỏa ra bay tứ tung. Lúc này những người ở trong xe đã không thể bàn quan tọa thị được nữa, xoạt xoạt liên tiếp mấy bóng người phóng ra ngoài. Bên này Ngân Tiên Phi Long vừa phất ngân tiên ra thì bỗng nghe dịch như quân quát lớn: "Không được làm vậy." Đồng thời y dẫn chân lực vào trường kiếm lướt tới ngăn chặn ngân tiêu của Ngậm Bất Khí. Tất cả những động tác này dường như chỉ diễn ra trong cùng một lúc. Ngậm Bất Khí ngạc nhiên thu sôi lại và nói: "Dịch đại hiệp, tại sao như vậy?" Lời vừa dứt thì người cũng đã hạ xuống. Lão buông tay trái thả tên sa phu ra. Tên sa phu kinh hồn khiếp vía. Phiêu Phong kiếm khách Dịch Như Quân vội cung kính nói: "Nhậm tiền bối, trước mắt tốt nhất là không động thủ. Trước khi chưa làm rõ mọi sự tình, hà tất phải tạo thêm nhiều cường địch." Nhậm Bất Khí chưa kịp nói thì đã nghe lão nhân đầu hói quát lớn: "Mở rộng thập tuyệt trận pháp, dây toàn bộ bọn chúng lại, xem thử thần thủ của nhân vật Võ Lâm Trung Nguyên rốt cuộc cao cường đến cỡ nào. Chúng ta ẩn tích 20 năm ở Nam Chiếu, không chừng lần này phải đại khai sát giới rồi." Lời dứt là thấy bóng người thấp thoáng, 10 lão nhân tản rộng ra và lập tức bao vây cả bọn Thôi Mật và La Sát Bà Bà vào bên trong. Toán đạo sĩ rảnh tay kiếm cho nên vội vàng lặp lại bát quái kiếm trận rồi đứng bất động. Những đạo sĩ cầm hắc kiếm liên tục quét một quan nhìn quanh, thần thái lộ vẻ bất an. La Sát Bà Bà xả hai đạo tinh quang nhìn quanh một lượt rồi nói với thập lão: "Bọn ta có chuyện khẩn trên mình, lần này không muốn xen vào dòng thị phi. Trước đây các vị có lẽ cũng là tôn trưởng của một phương trong giang hồ. Trước khi động thủ có thể cho phép lão thần nói mấy câu được không?" Lão nhân hói đầu cười ha hả và nói: "Năm xưa La Sát phu nhân danh chấn tứ hải, có gì nói mau đi thôi."
La Sát Bà Bà quay lại nói với đạo sĩ cầm hắc kiếm: thành kiếm trong tay đạo trưởng có phải là hàng trúc kiếm bảo vật của Võ Đan không? Đạo sĩ này trầm giọng nói: không sai. La Sát Bà Bà lại hỏi: thế đạo trưởng đã là chưởng môn Võ Đan rồi sao? Đạo sĩ gật đầu nói: đương nhiên. La Sát Bà Bà châu mày nói: nghe nói chưởng môn Võ Đan là Quy Linh chân nhân, không lẽ Quy Linh chân nhân đã gặp phải bất hạnh gì? Đạo sĩ mỉm cười một cách bí hiểm và nói: Quy Linh chân nhân đã khuất núi tuần trước rồi. La Sát Bà Bà trầm ngâm một lát đoạn nói: pháp hiệu của đạo trưởng xưng hô thế nào đây? Đạo sĩ cười hì hì và nói: pháp hiệu bần đạo là Từ Vũ. Sắc diện của La Sát Bà Bà đột nhiên biến động, bà lớn tiếng quát: giỏi cho Từ Vũ ngươi, thì ra là ngươi phản bội Võ Đan, lén trộm hàng trúc kiếm của Võ Đan để làm giặc. Pháp Vũ lão thân ta tìm ngươi lâu rồi. Nói đoạn bà dung quải trượng nhằm đỉnh đầu của Pháp Vũ đạo sĩ mà bổ xuống. Thì ra La Sát Bà Bà vừa thấy hắn cầm hàng trúc kiếm bảo vật mà Võ Đan bị mất trộm đã lâu, và đang đi tìm khắp nơi thì trong lòng đã sớm hoài nghi. Lại nghe hắn báo danh hiệu là Từ Vũ thì nghĩ thầm: đệ tử của Võ Đan trên dưới ba đời chẳng có người nào là Từ Vũ, chỉ nghe nói có Pháp Vũ chân nhân mà thôi. Bây giờ nghe hắn báo pháp hiệu thì bà lập tức biết ngay là pháp hiệu giả. Nam Phương Thập Lão nhất định có quan hệ đến âm mưu này, vì thế bà mới nói thẳng để vạch trần ra quỷ kế của đối phương. Pháp Vũ đạo sĩ thay La Sát Bà Bà đột nhiên xuất thủ thì biết ngụy kế đã bị vạch trần. Hắn vội quát lớn nói: các vị đệ tử còn không mau động thủ. Kiếm thế dùng lên nhằm giữa ngực của La Sát Bà Bà mà đâm tới. Đồng thời thân hình cũng xoay chuyển để tránh quải trượng. Bát quái trận pháp cũng dịch động theo, nhất thời kiếm quang loạn xạ. Tất cả đều hướng vào người của La Sát Bà Bà. Tình thế chuyển biến đến đây thì Nam Phương Thập Lão đều ngẩn người ngay lúc đó. Ngân Tiên Phi Long nhậm bất khí quát lớn một tiếng rồi dung Ngân Tiên xông vào bát quái kiếm trận. Trước sự liên thủ của lưỡng đại cao thủ, bát quái trận lập tức đại loạn. Phía bên này Thôi Mật cung thủ nói với lão nhân đầu hỏi: Lão trượng đã nhìn thấy Võ Lâm Trung Nguyên không hề có minh chủ nào cả. Bên trong chuyện này nhất định là có ngụy kế. Dám xin lão trượng nói cho biết sự tình đã qua. Lão nhân đầu hối trầm ngâm một lúc rồi nói: mười huynh đệ bọn lão phu luôn ẩn tích ở Nam Chiếu. Tháng trước bỗng thấy Pháp Vũ này quang lâm, tự xưng là phụng mệnh minh chủ Võ Lâm Trung Nguyên đến khiêu chiến bọn lão phu. Trong cơn thịnh nộ, bọn lão phu liền bài thập tuyệt trận pháp, bảo bọn giặc cỏ này thử. Nào ngờ bọn chúng chỉ động khẩu mà không động thủ. Chờ khi bọn lão phu phát giác có dị dạng hốt hoảng trở lại chỗ ẩn cư thì bọn chúng đã biến đi mất dạng và phát giác ra mất đi một vật quan trọng. Thôi Mật ngạc nhiên hỏi: vật gì? Trên mặt lão đầu hối thoáng hiện một chút sát khí. Lão cầm hận nói: sở dĩ bọn lão phu ẩn cư tại Nam Chiếu là vì ngày đêm phải canh giữ cây thất thái linh chi, không ngờ trúng kế Dương Đông Kích Tây của bọn tạc tử này mà bị mất trộm. Thôi Mật lúc này tiếp lời: trong cổ tịch có chép rằng thái thất linh chi chỉ để thưởng ngoạn, không có gì là nhiều. Lão nhân hối đầu cười nhạt các lời nói: một cây thái thất linh chi tuy chẳng có ích lợi gì, nhưng từ một cuốn bí điển lão phu biết được rằng nếu phối với một số thảo dược rồi chế thành dược hoàng thì công năng dược tạo hóa, thân thể trở thành trường sinh bất tử. Thôi Mật ngạc nhiên hỏi tiếp: đó là những dược thảo nào? Lão nhân hối đầu cười lớn một tràng rồi nói: đó là điển vũ thảo sinh trưởng ở Nam Chiếu. Đáng tiếc là bọn tặc tử này chẳng biết tin tức ở đâu mà có, đến cướp đi linh chi nhưng lại chẳng lấy được dược thảo do bọn lão phù đã sớm chuẩn bị. Vừa nói đến đây thì đột nhiên nghe trong đương trường có tiếng kêu thảm. Một đạo sĩ đã bị dở đầu văng não tứ tung, hắn chết dưới lòng đầu quái trượng của La Sát Bà Bà. Ngân Tiên Phi Long bỗng quát lớn một tiếng, ngân tiên lấp lánh nhằm vào hàng trúc kiếm trên tay của Pháp Vũ đạo sĩ mà phất tới. Choang! Trường kiếm đã bị ngân tiên quấn chặt. Ngay lúc đó Lê Tuệ tung người lướt đến, hữu chỉ như kích nhằm điểm vào thắt lưng của Pháp Vũ. Những biến hóa này chỉ diễn ra trong cái chớp mắt. Hàng trúc kiếm trong tay của Pháp Vũ như bị xích sắt quấn chặt, tuyệt đối không thể nào động đậy được.
Trong lòng hắn bất giác rung lên. Nên biết hàng trúc kiếm có công năng chém sát như chém bùn, vậy mà bây giờ không thể chặt đứt ngân tiên của Nhậm Bất Khí. Thử hỏi làm sao hắn không kinh hãi. Cùng lúc với Lê Tuệ, Nhậm Bất Khí cũng xuất tả thủ, dỗ vào trọng nguyệt đan điền của Pháp Vũ. Trước thế hiệp kích của hai cao thủ, sắc diện của Pháp Vũ đã tái nhợt như tàu lá luộc. Hắn buông tài kiếm và định lùi ra phía sau, nào ngờ Lê Tuệ tâm trí linh xảo nên đã biết trước ý đồ của đối phương. Nàng cười nhạt nói: "Thật thử, người chạy không thoát đâu." Chỉ ảnh quơ lên hữu thủ phát ra, mép bàn tay chém đúng vào quyệt khí hải của Pháp Vũ. Đây chính là chiêu điệp xì thái hoa trong Lan Hoa Phất Quyệt Thủ. Trong lúc kinh hoàng, thần trí của Pháp Vũ đã mất bình tĩnh, hắn chỉ kịp cảm thấy chưởng ảnh ảo quá. Hương phong nhẹ đưa ra và nơi thắt lưng tê buốt, buộc miệng kêu hự lên một tiếng rồi toàn thân ngã quỵ xuống. Lê Tuệ thuận tay chộp Pháp Vũ quăng về phía lão nhân đầu hối và nói: "Lão trượng, ta giao tên tặc tử này cho lão đâu?" Lão hỏi hắn thử xem rốt cuộc hắn định giở cái trò quỷ gì. La Sát bà cũng lớn tiếng nói với các đạo sĩ còn lại: "Các người muốn mất mạng chăng, còn không mau ngừng tay." Sáu đạo sĩ thấy Pháp Vũ đã bị bắt, đồng bọn chí chết, chết thảm thì đã lạnh lòng. Sau khi nghe La Sát bà nói, kiếm thế tự động khựng lại, nhất thời đứng như trời trồng giữa đương trường, mặt không còn một chút sắc máu. Lão nhân đầu hói chộp vào Pháp Vũ, dựng đứng hắn lên và lạnh lùng nói: "Ai sai khiến ngươi gây chuyện thị phi và trộm linh chi của bọn lão phù?" Pháp Vũ chỉ nghiến răng và hừ một tiếng. Lão nhân hói đầu cười nhạt và nói: "Có lẽ ngươi đã biết danh hiệu Tam Hoa Vũ Sĩ của lão phù trước đây. Xưa nay chẳng có kẻ nào sống sót dưới tay lão phù. Nếu ngươi không nói thì lần này lão phù tạm giữ sinh mạng của ngươi lại, rồi khiến ngươi sống không được mà chết cũng không xong." Quần hồn chợt ngộ ra, lão nhân hói đầu này chính là Tam Hoa Vũ Sĩ. Bỗng nhiên thấy sắc diện của Pháp Vũ tái nhợt, hắn cất giọng run run nói: "Bần đạo phụng mệnh tuyệt thiên ma quân." Lời vừa dứt thì đột nhiên có hơn 10 bóng người xuất hiện trên đường quan đạo. Bọn này từ xa lướt đến như gió. Đi đầu chính là cung chủ Ly Cung Cực Lạc Tiên Tử Công Tôn Mỹ. Bên cạnh bà ta là 15 y nhân bịt mặt, tất cả đều lăm lăm binh khí trong tay. Nam Phương Thập Lão quét một quan nhìn ra, rồi bỗng nhiên 10 lão đều thi triển thân pháp loáng cái đã bao vây bọn Công Tôn Mỹ vào giữa. Lão nhân đầu hói khắp Pháp Vũ lướt ngang một trượng và quát hỏi: "Hiện tại linh chi ở đâu?" Cực Lạc Tiên Tử cười khanh khách nói: "Hiện tại linh chi đang trong Ly Cung. Tam Hoa Vũ Sĩ, ngươi đừng phí lực nữa." Tam Hoa Vũ Sĩ quét một quan nhìn ra và nói: "Nói vậy ngươi là đồng bọn của tên tạc tử này?" Cực Lạc Tiên Tử thản nhiên nói: "Pháp Vũ chính là môn hạ của ta. Nếu lão quái ngươi biết điều thì mau mau về lấy Điển Vũ Thảo dâng ra. Có như vậy thì hôm nay mới tránh khỏi phơi xác tại đương trường." Lời vừa buông ra thì năm lão nhân đứng gần Tam Hoa Vũ Sĩ cùng quát lớn một tiếng, rồi xuất chưởng đánh thẳng vào sáu đạo sĩ đang đứng ngẩn người. Sáu đạo sĩ này giống bị Pháp Vũ xúi dục phản bội rời bỏ võ đan. Giờ thấy Cực Lạc Tiên Tử xuất hiện thì biết tiến thoái điều khó. Không ngờ ngay lúc đó Nam Phương Thập Lão lại bất ngờ hạ sát thủ. Ý niệm còn chưa kịp xoay chuyển thì chưởng lực trầm hùng đã kích vào thân. Sáu bóng người như diều đứt dây bay ra ngoài xa, sau đó là sáu vệt huyết tươi bắn ra từ miệng. Tất cả đều hồn quy địa phủ. Bọn Nhậm Bất Khí thấy vậy đều chấn động toàn thân. Tội của bọn đạo sĩ này tuy không thể dung, nhưng không đến nỗi phải chết thảm như vậy. Việc năm vị lão nhân kia đột nhiên hạ sát thủ cũng khiến cho người ta cảm thấy quá tàn độc. Không khí bi thảm chưa kịp lắng xuống thì đương trường bỗng nhiên lại vang lên tiếng kêu thảm nữa. Quần hồn giỏi quét một quan nhìn qua, thì ra Tam Hoa Vũ Sĩ đã vỗ đơn chưởng xuống đỉnh đầu của Pháp Vũ, rồi quăng thi thể của hắn ra xa ba trượng. Đoạn lão cùng thủ nói với Nhậm Bất Khí: "Nghe nói Nhậm đại hiệp còn có chuyện khẩn, vậy xin cứ lên đường. Chuyện ở đây sẽ có bọn lão phù tự xử lý." Nhậm Bất Khí đưa mắt hội ý với Thôi Mật và La Sát bà rồi cung thủ nói: "Tôn giá đã nói như vậy, bọn lão phù cung kính bất như tuân lệnh thôi." Cực Lạc Tiên Tử cười nhạt tiếp: "Chờ các vị đến được Hào Sơn thì Nam Cung Lương đã sớm biến thành một bộ hài cốt rồi."
Nói đoạn bà ta phá lên cười khanh khách mấy tràng, dường như vô cùng đắc ý. Thôi mà cảm thấy toàn thân rụng rời, bà cố nén nổ khí và quét một quan nhìn ra sau. Chẳng biết tên Sa Phu đã chạy đằng nào rồi, chỉ còn lại cổ xe mã tả tơi. Đưa lên thần khất khẽ nói, chúng ta phải nhanh chóng lên đường, may ra có thể đến Hào Sơn trước khi trời tối. Thôi Mật ngầm thở dài một hơi rồi tung người lướt đi như bay về hướng Hào Sơn. Sáu bóng người vừa ra khỏi trận thì nghe Tam Hoa Vũ Sĩ lớn tiếng quát, Cực Lạc tiên tử, chỉ cần ngươi phá được thập phương thập tuyệt trận này của bọn lão phu thì dù ngươi muốn lấy đầu lão phu cũng xin hàng. Bọn Thôi Mật nhậm bất khí cũng chẳng quan tâm đến câu trả lời của Công Tôn Mị, bởi lẽ ai cũng biết trường ác chiến đó tất sẽ xảy ra. Sáu bóng người lướt đi không ngừng nghỉ, thoáng chốc đã xa rời đương trường hai ba dặm. Lại nói đến ngôi miếu thổ địa trong cánh rừng thưa với chân núi Hào Sơn. Lúc này đang có mấy vị hòa thượng dùng thiền trượng đào quyệt. Bên cạnh còn có ba thi thể nằm dài trên đất, không cần nói cũng biết. Đó là Ngộ Minh, Ngộ Liễu và Ngộ Tịnh. Thập Bát La Hán nổi danh giang hồ, từ khi Ngộ Chúng hòa thượng tự sát đến nay chỉ còn lại có 14 vị. Sau khi đào xong quyệt đạo, Bách Quả Thiền Sư và Chữ Môn của Thiếu Lâm là Bách Trí Thiền Sư đều chắp tay niệm Phật. Ngộ Nghiệp và hai vị cao nhân nữa cũng đặt ba thi thể xuống mộ, trong đó có hai thi thể đã bị thiêu cháy đen. Trên mặt của 16 vị cao tăng đều lộ vẻ bi thống. Chờ đến lúc lắp đất xong rồi, bọn họ mới cùng thở dài một hơi. Bách Trí Thiền Sư từ từ ngẩng đầu lên nhìn sắc trời. Bách Quả Thiền Sư đứng bên cạnh khẽ nói, Chưởng Môn Nhân, trời sắp tối rồi, hay là chúng ta lên đường thôi. Bách Trí Thiền Sư nói, theo lão nạp thấy, chúng ta nên chờ thêm một lúc nữa. Nam Cung Thiếu Hiệp một đi chưa trở lại, Tù Thí Chủ cũng chẳng thấy bóng dáng đâu cả. Bất luận tình hình thế nào, bọn họ cũng nên quay lại mới phải. Tại sao đã gần một canh giờ mà vẫn biệt tâm như vậy? Trong ngữ khí của vị cao tăng Thiếu Lâm này đầy vẻ băn khoăn lo lắng. Bách Quả Thiền Sư khẽ thở dài một hơi và nói, Ê, nơi này gần sào huyệt của ma đạo, vạn nhất bọn ác ma đó lại đến thì tình hình thật khó mà tưởng tượng. Chưởng Môn Nhân, cơ nghiệp trăm năm của Thiếu Lâm vẫn cần chúng ta trụ trì, há có thể vì chuyện này mà. Nói đến đây thì bỗng nhiên lão ngừng lời lại, rõ ràng lão không biết nói thế nào giữa đạo nghĩa Võ Lâm và vấn đề lợi hại của Thiếu Lâm tự. Màn đêm dần buông xuống, tứ bề hoang vu tịch lặng. Bầu không khí thê lương lành lạnh khiến cho người ta cảm thấy muốn nổi da gà. Bách Trí Thiền Sư thấy Nam Cung Lượng và Quỷ Nhãn Thần Thâu vẫn chưa quay về thì bồn chồn lo lắng, đứng ngồi không yên. Ngay lúc đó bỗng nhiên thấy có mấy bóng người từ xa lướt đến, thân pháp nhanh như gió. Lúc này Chư Tăng Thiếu Lâm đang ở trong tình trạng kinh cung chi điểu. Thế vậy thì ai nấy đều hoành ngang thiền trượng ngân thần phòng bị. Chớp mắt mấy bóng đen đã lăn không rồi hạ xuống trước ngôi miếu. Hóa ra đó chính là sáu người của bọn Thôi Mật. Bách Trí Thiền Sư phấn chấn tinh thần, đồng thời cũng lấy làm kỳ quái. Lão không biết bọn Thôi Mật sao có thể đến được nơi này, bất giác lão buộc miệng nói, lão nạp Bách Trí xin bái kiến các vị thí chủ. Các vị đến đây phải chăng là cũng muốn thăm dò tổng đàn Lam Kỳ của Thiết Quyết Minh? La Sát bà tiếp lời, Chưởng Môn Nhân không cần đa lễ, bọn ta đến đây vì nghe hung tin Nam Cung Lượng đã rơi vào hiểm cảnh. Không ngờ các vị cũng có mặt ở nơi đây, hóa ra cũng vì ảnh tử quyết lệnh mà đến đây chăng?